Liên quan đến việc tiêm vaccine, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tiêm phòng vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Theo đó, dịch COVID-19 với những biến chủng mới nguy hiểm đang diễn biến rất phức tạp. Hiện có 40 trên 63 tỉnh, thành phố có ca nhiễm COVID-19 là phụ nữ mang thai và sản phụ. Báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, thành phố, Bộ ngành căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương cũng như khả năng cung ứng vaccine, xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn đơn vị.